chào quý khách hàng, quay trở lại với kênh YouTube CNC Đông Phương Vincam. Có rất nhiều sản phẩm tạo ra từ máy CNC khắc gỗ không được sắc nét và mịn đẹp. Đây là vấn đề lo lắng của rất nhiều anh chị chạy máy. Ở video này, CNC Đông Phương Vincam chia sẻ với anh chị một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng này và cách khắc phục. Trước tiên, cùng CNC Đông Phương Vincam tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng máy đục không được sắc nét và mịn đẹp. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có thể do cấu hình máy chưa tối ưu và cách thức vận hành máy chưa đúng. Nguyên nhân thứ nhất, hệ thống vai máy CNC khắc gỗ không được vững chắc. Vai máy là bộ phận quan trọng nâng đỡ phần động cơ trục chính của đục spinner. Vì vậy, vai máy có vai trò rất quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến độ mịn đẹp của sản phẩm. Phần hệ thống vai không vững chắc khiến các sản phẩm dễ bị gằn nền, tạo ra các vạch không đồng đều trên sản phẩm. Nguyên nhân thứ hai, phần hệ thống nhôm mặt bàn không được bằng phẳng. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến sản phẩm đục gỗ không đều. Đối với máy CNC Đông Phương, phần nhôm mặt bàn được thiết kế độc quyền, rất được công ty chú trọng, được thiết kế đặc biệt dành riêng cho CNC Đông Phương với bề mặt tấm nhôm 125mm, đảm bảo gia công hiệu quả nhất. Nguyên nhân thứ ba, do lựa chọn dao chưa phù hợp. Lựa chọn dao CNC không đúng gây ảnh hưởng tới chất lượng gia công. Dao CNC là một trong những nguyên nhân khiến cho các đường đục không được đẹp, mịn và sắc nét. Anh chị hãy theo dõi video hướng dẫn lựa chọn dao CNC phù hợp ở cuối video này nhé. Nguyên nhân thứ tư, file mẫu CNC chưa đảm bảo chất lượng. File đục mẫu cũng là một nguyên nhân cần nói đến. Muốn đục sản phẩm đẹp thì điều cần thiết bạn cần phải có file CNC chuẩn. Nên chọn hoặc làm những file mẫu có đường nét rõ ràng. Nguyên nhân thứ 5, do chạy lệch tâm khi bạn dừng máy đột ngột. Khi máy bị chạy lệch tâm do bị đường đột ngột, lại không có lưu hành trình, anh chị cần khởi động lại và lấy lại tâm. Khi đó, việc lấy lại tâm không thể nào chính xác được. Điều này dẫn đến sai số trong khi đục. Máy CNC Đông Phương được sử dụng phần mềm điều khiển CA100 Pro 2, có chức năng tự động ghi nhớ góc tọa độ khi đột ngột mất điện, rất tiện lợi. Vậy, để khắc phục tình trạng máy đục không được sắc nét và mịn đẹp như thế nào, cùng theo dõi nhé! Trong 5 nguyên nhân như ở trên, anh chị có thể thấy phần lớn là do cấu hình máy chưa được tối ưu. Vậy, khi quyết định đầu tư máy, anh chị hãy tìm hiểu thật kỹ thông tin và lựa chọn những đơn vị cung cấp máy CNC uy tín trên thị trường. CNC Đông Phương là một trong những đơn vị cung cấp máy CNC đục gỗ hàng đầu Việt Nam. Máy CNC Đông Phương với thương hiệu Vincam là những tên gọi đã trở nên quen thuộc với anh chị trong ngành mộc. Với hơn 10 năm gia nhập thị trường, không khó để có thể tìm thấy hình ảnh những chiếc máy CNC đục gỗ thương hiệu Vincam tại các làng nghề mộc hay các cơ sở gỗ trên toàn quốc. Máy CNC đục gỗ Vincam có kết cấu cơ khí vững chắc với phần khung bệ được sản xuất bằng thép nhập khẩu Hoa Kỳ, phay máy bằng máy phay giường khổ lớn tại nhà máy Đông Phương. Có kết hợp tăng cứng giúp máy không bị rung lắc trong quá trình gia công. Vai máy cứng chắc chắn được thiết kế phù hợp với từng cấu hình máy riêng biệt, cùng với đó là thanh nhôm gá dày dặn, chắc chắn giúp giữ phủ đục cố định, làm tăng hiệu quả gia công. Với việc sử dụng hệ thống điều khiển CA100 Pro 2 giúp máy vận hành hiệu quả, hạn chế lỗi mất bước, bỏ bước khi gia công. Đồng thời, máy có thể lưu lại góc tọa độ khi máy bị dừng đột ngột, mất điện. Ngoài ra, đầu tư máy CNC đục gỗ tại Đông Phương, anh chị được tham gia khóa học chuyển giao hoàn toàn miễn phí. Sau khóa học, đảm bảo anh chị có thể vận hành máy trơn tru và có thể tạo ra những file mẫu CNC của riêng mình. Với chính sách hỗ trợ vẽ mẫu, scan mẫu miễn phí trong 1 năm đầu sử dụng, anh chị hoàn toàn có thể yên tâm nếu là người mới sử dụng máy CNC lần đầu. Trên đây là 5 nguyên nhân dẫn đến tình trạng máy đục không được sắc nét và mịn đẹp. Mọi ý kiến đóng góp, anh chị vui lòng để lại comment dưới video. Để được tư vấn các cấu hình máy CNC phù hợp, anh chị hãy liên hệ với công ty Đông Phương qua hotline 0968 68 9988 0383 669 966. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.